em chào chị. Như em được biết thì chị vừa mới sử dụng dịch vụ Handshot ở DK đúng không ạ? Vâng. Vậy trong cái quá trình làm thì mình thấy thế nào hả chị? Tốt lắm em. Dạ, mình có thấy nó chắc là có không gì có ra. Vâng, cho em hỏi qua một chút cái tình trạng lông mày trước khi mình làm được không ạ? Cái tình trạng lông mày trước của mình như thế nào hả chị? Lông mày chỉ ngắn, không có đuôi. À. Đầu nhỏ. À, vâng, em xin mời ông kính quan sát hơn một chút nữa nhé, để chúng ta có thể nhìn rõ hơn cặp lông mày của chị. Vâng, đây là một lông mày sửa và chị đã từng hút được đi cây đúng không ạ? Đúng rồi. À, vậy cái liệu trình hút của mình kéo dài bao nhiêu lâu hả chị? Chị 3 lần là xong. 3 lần là xong ạ. Vậy trong quá trình hút sử dụng dịch vụ laser ở bên em ấy, thì chị thấy là mình có thấy cái vùng da của mình bị tổn thương hay là không đau rát không thấy gì? Vâng, và quá trình diễn ra cũng rất là nhanh đúng không hả chị? Vâng. Vâng, thì bây giờ là em xin mời kính lại quay lại gần hơn một chút nữa nhé, thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn này. Cái tình trạng lông mày cũ của chị là lông mày sửa, đã từng hút được đi cây rồi. Tuy nhiên thì cái vùng da của mình vẫn rất là an toàn, thậm chí là không thấy có một cái dấu hiệu gì gọi là lông mày sửa. Đó, cái lông mày cũ của chị thì cái phần đuôi bị hụt này. Đó, nên chị đã quyết định là hút cái phần lông mày cũ đi để làm lại lông mày mới với cái công nghệ là Handshot. Và như chúng ta thấy thì da của chị là cũng hơi rồng xíu và lỗ chân lông hơi to. Nên là cái công nghệ Handshot này thì là một cái phương án mà chị lựa chọn rất là thông minh. Vâng, và cặp lông mày này được thực hiện bởi Mustang Minh Vương ạ. Và như mọi người quan sát thì thấy cái cách xếp sợi cũng như là cái công nghệ này rất là thông minh, nhìn rất là tự nhiên. Vậy trong quá trình làm lông mày thì chị thấy thế nào hả chị? Không thấy đau rát gì. Vậy sau khi làm xong thì mình có thể ưng với cái sản phẩm này không ạ? Ừ, đúng rồi. Vâng, cảm ơn chị. Vậy sau ngày hôm nay chị có sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè người thân đến để cùng sử dụng dịch vụ không ạ? Cảm ơn chia sẻ của chị rất nhiều. Vâng, và hiện tại thì DK vẫn đang có chương trình giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều những cái ưu đãi dành cho các chị em khi đến sử dụng dịch vụ tại đây ạ. Và nếu như mọi người quan tâm đến dịch vụ của DK thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc gọi điện đến số hotline 0911 31000 nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.